Giá vàng trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã có những áp lực bán chốt lời rõ rệt vào cuối tháng khi vàng quay đầu giảm mạnh gần 600 pip từ quanh vùng 2790 xuống quanh mốc 2730. Hé lộ cơ hội cho một đợt sụt giảm lớn bắt đầu trong bối cảnh các tin tức từ Mỹ công bố với số liệu tích cực. Theo đó, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng. Ngoài ra, dữ liệu của Cục Phân tích Kinh tế BEA tại Hoa Kỳ cho thấy lạm phát đã suy giảm. Tuy nhiên, thì chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE cốt lõi, thước đo lạm phát yêu thích của Fed vẫn không đổi trong tháng 10 so với mức tăng ở tháng 9. Về tin tức của ngày hôm nay, tâm điểm của thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu bảng lương non-farm sẽ được lên lịch công bố vào lúc 19h30 phút. Bảng lương non-farm, bảng lương phi nông nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể. Bảng lương non-farm sẽ bao gồm 3 chỉ tiêu. Thứ nhất là thay đổi việc làm phi nông nghiệp. Các cuộc khảo sát dự kiến bảng lương non-farm kỳ này sẽ tạo thêm 108.000 việc làm mới. Con số của tháng trước là 254.000. Thứ hai là thu nhập trung bình theo giờ đang dự báo giảm từ 0,4% xuống còn 0,3%. Và chỉ số thứ ba trong báo cáo này là tỷ lệ thất nghiệp dự báo ổn định ở mức 4,1%. Nếu các dữ liệu thực tế cao hơn so với dự kiến hoặc bằng kỳ trước sẽ được coi là một số liệu tích cực với đồng đô la Mỹ và tiếp tục tạo thêm áp lực cho chu kỳ giảm của vàng. Trong khi đó, dữ liệu bằng hay thấp hơn dự kiến sẽ hỗ trợ giá vàng quay trở lại với chu kỳ tăng và tiếp tục quỹ đạo tăng giá trong dài hạn, kết thúc quá trình điều chỉnh giảm đang diễn ra. Ngoài việc theo dõi dữ liệu bảng lương non-farm sẽ được lên lịch công bố vào lúc 19h30 phút tối nay, các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến những diễn biến xoay quanh cuộc bầu cử Mỹ sắp đến gần vào ngày 5 tháng 11, kết quả cuộc họp lãi suất và chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 8 tháng 11, cũng như các tin tức liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Và tối nay, vào lúc 19 giờ, mình sẽ tiếp tục mở livestream thực chiến Scalp Vàng non-farm, mời tất cả mọi người tham gia buổi livestream ngày hôm nay của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, giá vàng đã chịu áp lực suy giảm tương đối mạnh sau khi đạt mốc cao kỷ lục ở quanh khu vực 2790 đô la Mỹ trên một ounce, vùng biên trên của kênh tăng giá lớn song song. Giá đã phá qua trendline tăng giá màu vàng và mở rộng đà giảm xuống dưới mốc 2730. Đường MA10 đã cắt xuống dưới MA20, cho thấy xuống giảm giá có thể sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Trên biểu đồ H1, xu hướng hiện tại của vàng cũng đang là xuống giảm đồng thuận với khung thời gian H4, giá tích lũy phía dưới các đường MA. Biểu đồ histogram mọc dương và đang dốc dần, cho thấy lực lượng của phe buy đã được củng cố. Đường MA20 án ngữ quanh mốc 2755 đến 2757, đóng vai trò là kháng cự động gần nhất cho vàng. Nếu vượt qua cản trở này, vàng có triển vọng quay trở lại retest trendline ở quanh khu vực 2763 đến 2765. Do đà giảm của vàng hôm qua là rất mạnh, trong phiên Á Âu của ngày hôm nay, các nhà đầu tư nên tìm kiếm cơ hội kênh nhịp hồi để bán lại với vàng. Bán thăm dò quanh khu vực 2752 đến 2755, bán chính quanh khu vực 2763 đến 2765. Với chiến lược mua, có thể cân nhắc kênh mua khi vàng tiếp cận vùng hỗ trợ đáy cũ của ngày hôm qua, án ngữ quanh mốc 2732 đến 2735 nếu xuất hiện các tiêu từ chối giá, dừng lỗ khoảng 5 giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong phiên Á Âu của ngày hôm nay, kênh bán thăm dò quanh khu vực 2752 đến 2755, kênh bán chính quanh khu vực 2763 đến 2765 hoặc kênh mua vàng quanh khu vực 2732 đến 2735 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Với các chiến lược scalping trong ngày, Huyền sẽ cập nhật cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Bước vào phiên Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau thực chiến và mình sẽ chia sẻ nhận định cũng như góc nhìn phân tích kỹ thuật trong buổi livestream. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.